Vậy là Running Man Việt Nam mùa 2 đã chính thức thông báo đầy đủ 9 thành viên tham gia. Ban đầu chương trình thông báo có 8 thành viên, nhưng sau đó tăng cường bổ sung thêm một nhân sự. Ai nấy cũng đều mong Jack sẽ trở thành mảnh ghép cuối cùng của chương trình truyền hình thực tế này. Mới đây, sau nhiều đồn đoán, ban tổ chức đã chính thức thông báo Jack chính là thành viên cuối cùng của chương trình, mảnh ghép còn lại được nhiều người chờ mong. Theo tiết lộ từ ban tổ chức, sau chương trình Bảy Nụ Cười Xuân, Jack đã không tham gia bất kỳ chương trình nào dành thời gian cho âm nhạc. Tuy nhiên, ban tổ chức đã dùng nhiều cách thức để mời được nam ca sĩ tham gia. Để mời được Jack tham gia chương trình lần này, ban tổ chức đã phải thuyết phục Jack tạm gác lại những kế hoạch âm nhạc cùng với mức cát xê rất khủng nhằm mang lại yếu tố mới lạ, đặc sắc và hấp dẫn cho tất cả các fan của chương trình. Khi được hỏi về chiến thuật, Jack bật mí, tùy cơ ứng biến, nhưng anh chàng lại thật thà thú nhận mình sợ rắn, sợ độ cao, sợ nước và không biết bơi. Đây là những thử thách rất dễ gặp ở Running Man Việt Nam, nên anh chàng coi đó là cơ hội để quyết tâm phải vượt qua chính mình. Đom đóm, fan dom của Jack thường lo lắng cho sức khỏe của anh. Nhân dịp này, Jack cũng nhắn nhủ tới người hâm mộ, cứ chơi thôi, cùng lắm là xỉu, mấy anh quay phim bưng vào, xỉu dậy chơi tiếp, đừng lo lắng quá nha. Khi được hỏi về người đáng tin tưởng nhất, Jack cho rằng không còn lựa chọn nào khác ngoài anh cả Running Man Việt Nam, Trường Giang. Cậu út bật mí thường gọi Trường Giang là chú xưng cháu. Khi được hỏi nếu bị người mà mình tin tưởng nhất xé bảng tên thì sao, Jack nhắn nhủ, chú đừng xé con nha, con xé chú là được rồi. Vậy là Running Man Việt Nam mùa 2 chốt sổ với 9 thành viên cố định: Trường Giang, Karik, Ninh Dương Lan Ngọc, Jun Phạm, Trương Thế Vinh, Thúy Ngân, Ngô Kiến Huy, Liên Bình Phát và Jack. Chương trình đã ghi hình tập đầu tiên và dự kiến lên sóng vào thời gian sắp tới.